Hello chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog anh em ơi. Hôm nay thì nhân cái dịp là đây, anh em thấy chuẩn bị quê mình làm ruộng rồi á. Là bữa nay cái lục bình nè, anh em thấy không? Bữa hôm qua là người ta thuê cái xe cuốc á, người ta cuốc lên bờ hết, là bắt đầu lục bình nó đi hết rồi. Là bây giờ cá nó sẽ dễ thả lưới được. Bây hôm anh em muốn thả mà lục bình nhiều quá thả không được. Mà hôm nay thì tranh thủ người ta mới hút lục bình lên là anh em mình bợ liền nha. Quấn cái hụi đầu tiên liền nó mới nhiều cá nha. Anh em hôm nay nếu bắt được nhiều cá thì anh em mình có nhiều trò có thể là đi bán nè, đi sỉ gì liền, nếu mình sỉ bán rỉ hơn tí nha. Đúng rồi, đó, anh em lấy sỉ xong rồi mình lấy tiền để mình về mình mua kiên ráp tôm hùm mình ăn cho đã. Tao là mấy anh mua kiên ráp tôm hùm anh chỉ còn em mua sao? Cái kem mà đánh cho mụn nó mất xuống u mà nhọt nó nóng quá đồ mà. Chắc cho em nóng quá, dạ này em nóng quá. Bây giờ hôm nay thế này nè, hỏi lại lần nữa nè, hai anh dân biển này có dám chơi với hai anh dân không? Chơi. Lúa mấy thua hoài cũng chơi luôn hả? Thua gì đâu, thua đại. Ai đã thua? Dạ. Chơi luôn không? Rồi. Hôm nay thì anh em sẽ chơi trận chiến đơn giản thôi. Chủ yếu là mình bắt cá nhiều để về mình bán thôi. Còn phụ cái là đội bên tay phải màn hình của các bạn nha. Của mình nha bạn. Đó là vô sĩ Mai Thái. Cung Phu Banda. Toàn đen. Bên tay tay phải màn hình nhỏ của bạn đó là MMA. Hai cầu thủ mặc chung đồ là biết cỡ nào rồi. Chuyên gia MMA kim sumo nha các bạn. Đấy, xử đội nào thắng. Hôm nay thì ai mà bắt được nhiều cá mà căng ký hơn nha. Chứ lệ cá đây thì mà mình ghét con cá rô phi lắm. Con nãy nó dưới không? Này nó không ngon vậy lại nó phá hoại cái tự nhiên mấy cái tự nhiên này mình không thích nó. Cho nên mình muốn anh em là trường cá rô phi ra cho em đi. Đừng có bắt nó. Còn tất cả đều bác hết căn ký, đội nào nhiều ký hơn là đội chiến thắng. Xong rồi đem về rồi mình mới xử lý sau. Rồi. Ok chưa? Và đây. Bây giờ tốt giờ cho tôi canh tốt giờ cho anh Hà thả thấy thế nào. Đây phải có người để nó đâu á. Ra đành chưa? Rồi. Đội nào thả trước? Bên đây. Đâu? Đây là hai xuống em. Để thả trước. Rồi, đội thả trước thì xí nữa anh Hà sẽ là thu xuống trước. Vô anh Hà. Thả trước thì thu trước. Thả sau thì thu lưng sau. 2 tiếng hả? 2 tiếng đi. Anh em mình cho thời gian đúng là 2 tiếng nha. Để bây giờ coi thử mấy giờ. Sao bây giờ mình thả lên anh ta xuống là 8 giờ 10. Bắn thẻ xuống kia luôn chú. 10 giờ 10. Mày thẻ xuống anh. Rồi. Mình chọn hướng nha. Anh em ơi. Anh Hải nghe nè. 8 giờ 10 nha. Đúng 10 giờ 10 là dỡ lưới lên bờ cho em là được rồi. Ok chưa? 10 giờ 10 là lưới lên bờ. Tháng này tàu đen nắm còn tàu đen nếu sao nó hên nó lượm miếng. Chú yên tâm đi. Trận đây. Bây giờ cái dân biển của chú mình trước khi mà cho thiền ra khơi là mình đi hướng 90 độ nghe mặt đài coi. Đây, anh ơi, hai dân biển mà đi thả lưới mà thua hai dân bờ là ông mặt đài kia thế. Thua lắm nha. Mặt đài kia chú bao giờ? Con cá lên. Xong rồi bây giờ mình trả kia cho. Bao lên trở kia đậu kia đi chú. Bao lên trên kia không? Lấy cái sao con hô mê Vũ. Hô mê đậu. Nghe hô mê rồi. Cái cháo là cá mà làm chả ngon á. Bí mật. Cá cháo nó có ký. Để chúng nó cho dụng dưới đây sao mà cây cấu được không rác được không thấy con cá này kia chúng. Chào anh coi điểm còn phòng thủy. Em dò phải 10 phút nữa em mới thả. Coi còn phòng thủy xa đâu mà. Anh là quấn đầu nước héo bắt hết rồi mà nở dưới cuối nước. À, bắt đầu nước ha. Bắt đầu nguồn gì? Bắt đầu nguồn á. Thua nữa. Chúng nó mình lậu mình gỡ mình đậu chỗ khác đi chú ơi. Cho lậu gỡ không? Lậu gỡ chứ chỗ đấy sao không có. Chứ sao nữa? Để chờ mấy ông lấy ghi xem. Chúc mấy bạn may mắn lần sau nha. Ba cái đầu lên trước nha. Bạn sao ba? Thả cho. Ngầu ba bán rồi ba. Rồi, mình nghĩ cái điểm này chắc cũng ổn rồi rồi. Điểm này chắc thấy cái mèo đây, con mèo đây. Rồi, mình nước nó hơi chảy nha. Rồi xong nha anh em, thời gian chờ là 2 tiếng. Ôi hai ơi. Gì vậy?
cá là mà sao bên người ta cạp bè sao ít cá ta mới thả mà dính tầm cái 7-80 con này, rô đồng này. Cá gì rô đồng ấy? À. Chứ tài cả chút nữa. Chú đem thấy cái cảnh cá anh cứ dài dài dàn nữ nè. Rô phi ấy. Dài khúc cái nè. Rô phi ấy. Rồi xếp ký vô bao nhiêu lần? Rồi. Em dính được 10 cá cháo rồi. Cá cháo ấy. Mà làm sao có cá cháo mà có cá cá men cứ dài dài vậy. Em có cháo cứ bông xì. Có cháo bốn con xì là rô phi á. Rô phi lõi. Cháo bốn con xì dài dài. Bốn tay nha anh em. Bây giờ đã tới giờ. Đâu đâu hiểu không? Đâu đâu mất tiêu đâu. Cái gì kìa dạ? Đi mượn hả mày? Không cháu đầu xuống rồi. Đóng rồi. Anh em mới hát được mấy ẩu xỉa này các bạn ơi. Xuống dứt đi. Xuống dưới đây trở lại. Để ông gà ông chở xuống lấy ghi ông gà cải xì này lại. Đây. Để xuống dưới dân lấy luôn. Đây. Đứng mình quay luôn. Có chưa này? Coi mất điện cho người ta nghe. Cái này. Ơi, bây giờ thì anh hai gỡ lưới nha. Wow. Đậm cá lên em ơi. Giỡn đoạn được nhiêu đây nha. Ù cá. Tới đi chú. Không có cái đâu đồng. Để em cái đây luôn. Ồ, đúng điểm cá cháo. Quá trời cá cháo luôn. Ôi. Cá này nè, này làm cha cá số 1 đây rồi. Sao thế cái kỳ vậy? Tới chú ơi. Cua cua. Cái gắt to không à? Đậu kia em cá cháo nhiều nữa ơi. Ui cha. Quá trời cá cháo luôn. Cá cháo này làm cha anh hai nhớ nãy. Rô đó trời ơi, cá cháo. Ôi. Thuốc cho bác nè trời ơi. Trời ơi cái rô. Rồi. Không có cái rô phi à. Có một con bự dính trong lưới đây. Mày xuống dưới kia nó giống ơi, cái cháo dưới kia rồi coi. Ơi. Cua luôn, lụm cua luôn. Cua luôn. Cua tính luôn á. Để mình dầm dầm thử có ốc xếp không nha. Bữa nay. Đây đây đi đi đi. Từ từ từ. Ui chà. Ủa tao ăn kìa. Đủ tiền. Ui sao nhiều vậy ta? Ê trời một chùm luôn. Đủ tiền đủ tiền. Trời ơi, có bé đâu. Đừng có bé đâu tao đi ơi. Tại đây chú ơi, có gánh bự luôn trời ơi. Cái sẹt ngon lắm nha. Sẹt rô. Trời ơi trời ơi, dinh rợ trời ơi. Ôi hàng khủng luôn à. Quan trọng là cá cháo nhiều chú à. Nhưng mà phải có mình có cá sẹt rồi. Cá sẹt rất u trời. Trời ơi có ngạnh đồ luôn. Ừ. Tài lưới này lợi hại dữ vậy. Trời ơi. Khéo chọc dân biển trời ơi. Khéo chọc dân biển ha. Xin toàn làm cái lép 2 kg. Trời ơi chú ơi. Ừ, nhiều đấy. Cá này chiều chiều câu cũng sướng lắm. Trời nó dính đầy luôn. Có cái sẹt nữa. Rồi chứ bạn thấy nãy vô nhà bán cá lóc rồi. Nãy vô nhà bán cá lóc hả? Ừ. Tí nữa con là cá lóc là trừ ra. Trời ơi. Tôi đói. Tôi xanh. Đủ tiền. Nãy nhớ món chả. Tôi ui cái đầu to to. Từ từ chú. Đủ tiền ha. Gà quá nhiều. Trời ơi cái lóc này. Nằm đâu? Lóc này. Ôi cứng 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 luôn nào. Lóc bị cua ăn. Ù. Nhanh chết nha, lóc nhanh chết nha. Trời ơi sao nó còn sơ dài mét lưới nữa trời. Còn có 50 mét nữa ngon rồi. Có tái kia mới nhiều con ơi. Tung 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 tung. Tung cái lóc. Cái gắt to to không mà vô. Gắt bự bự không chứ. Ở cái đường bẫy mình bây giờ sao nó dốc xếp chứ dạ mà không thấy con nào ta. Wow, chỗ kia nó mang cái đè nó chạy ra. Trời ơi, nó nơ cái đè chạy luôn đâu. Có trong cỏ. Cái cháo rồi. Thôi chứ chơi chơi phe này chứ nữa phe em rồi. Cũng ít chứ chơi nhiều đâu. Xui thôi. Trời ơi, sao dưới này không có dính con nào trời. Mày eo nãy mà nghĩ là xuống đây dưới cống này chứ. À, cái cháo đó nè trời. Trời ơi, cái cháo. Ui trời, bự 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 bự. Cháo đó thì mừng lên con cái gắt thằng bằng trời. Thầy chú ơi. Rồi sao nó nổ lên mặt nước trời. Giờ có tầm thêm vàng mét nước nó kéo tôi sướng ngay. Mà không à nè. Hồi nãy mà xuống dưới là sao không à. Xuống dưới kìa chết đầu làm đủ. Đủ đầu đầu đi cắm đi. Trời. Cháo nữa trời. Này giống cá biển vậy ta. Cống toàn cá rô phi không à. Thôi còn em nào sót lại đầu đề không nha. Thường thường đầu đề này có. Cá cháo nhanh chết kìa.
cảm giác phê quá các bạn, cảm giác cái nó gì gọi là ồ nó mướt nó bóng chứ vậy luôn. Ui vô con gì mạnh kéo kéo liền nào luôn. Lắp trời ơi, cháu vậy. Đủ tiền. Đủ tiền. Đủ tiền nha anh em. Trời ơi, trời ơi, cái cháu nhiều vậy ta. Mấy ký không? Đủ. Chắc cũng có tầm 2 ký. Ui trời. Dữ ơi. Cái cháu. Chắc rồi, không, nếu mà con cái cháu đây là phải bằng 10 con 15 con đô đồng. Dữ vậy? Đúng rồi. Đúng không? Cái cháu nó nặng lắm. Cầm cầm cái giật lấy luôn không? Được rồi. Bữa nay trúng ánh ổ cá rồi nha anh em ơi. Nãy chiến thắng bao nhiêu trận mà nãy? 80%. 80% chiến thắng dành cho đội Vũ Hải các bạn ơi. Anh hai chấm ghi giùm lại nha anh hai. Không có vé đâu em ơi. Kệ má. À, không để tôi lấy đó, Vũ sách đi sách đi đâu vậy trời? Để lấy Vũ sách nha. Không, không được á. Dạ. Sao sách tôi lấy người ta đi đâu vậy? Vũ. Nãy. Bây giờ anh Ba tốc độ nhanh nhất có thể lên đây đi. Rồi rồi rồi, ok. Càng nhanh càng tốt. Đi. Vũ xuống. Vũ xuống. Đi xuống. Một triệu ăn hai đứa, mỗi đứa thua lấy đứa 10.000 thôi. Ấy là có triệu thuốc nha bữa không? Rồi luôn. Anh bữa nhớ bây giờ cho tiền anh lại 1.000.000 rồi nha. Bữa nhớ nha. Đừng có nói nhiều chuyện giờ triệu. Ê để nói nè anh em, bữa cũng bây giờ chấp tôi là 10 ăn triệu thuốc tôi kèm 10 em trăm, 1 triệu 100. Anh thấy cái cháu bữa từ đi vô đẹp. Bây giờ 1.200.000 cho không? Có nào cần tiền coi đấy. Không, mỗi loại có cần khác nhau. Cần kỹ này. Này, có rau em chấp anh 30 con. Thì em chấp của anh có rau 30 con. Chấp anh phải 30 con. Trả luôn. Dạ. Thảo đừng có đồng. Bây giờ chấp anh 30 con. Bây giờ là phía tôi toàn thắng đó, 1.200.000 á. Giữ xuống nha. 1.200.000 phải không? Đâu. Bây giờ hứa anh em có ai chồng thanh mượn chạch nó cho nước ăn cho anh em trai. Trả luôn. Trả luôn. Đưa anh 12 chồng, đưa 1 triệu đồng. Không. Trả luôn, đưa anh. Được rồi. Đúng rồi. Đưa 12 chồng thanh. Đưa anh. Không, không. Em chạch nó đưa 200.000, 200.000. Không, cho mượn tự rạng bỏ ra 200.000 thôi bây giờ. Bỏ tôi mượn cái tiền tôi mượn tôi trả chứ sao mà cho cái người ta. Ê, nó đang câu giờ này. Bùi xuống, đừng câu giờ. Nó câu giờ trời. Câu giờ này. Bùi xuống đậu, phải không? Nhanh. Bỏ diễn trời, câu xuống luôn. Có trong kia tôi có quyền tôi lụm tôi căng nữa nha, phải giỡn nha. Nãy. Đây mấy đứa đây làm sao có cái tiền nghề phải cá bằng anh Dương Vũ mà dữ dữ. Cái đầu đề gì mà không có, không có đâu đâu. Vũ kia anh hai trúng bánh cái cháo. Hôm nay mình chết đồ đồng nhiều, mà đồ đồng có nhiều ký anh chó. Đồ đồng nhiều được vô. Đây nha. Đầu đề không có nước trong. Sẹt. Cái sẹt cá rô thua rồi, cá bên kia nhiều quá, bự bự mày. Nếu sáng mà chơi đồ đồng với gách là mình thắng một tỷ ăn thuốc à. Nhà thêm. Điều luôn. Phải ăn được. Ui, ê, ê, rớt. Ừ, con cá vậy? Cá lép. Cá lép. Nhưng con chân cá nó mấy chiếc cái ràng này. Thế là thồ tay chú. À, nó dính mấy cái ràng này. Cái ruộng nó lên. Ủa, đừng giờ lớn lên nha, thở lớn xuống cái ruộng vô. Đừng có uống. Uống những con lép chứ đào với cái ràng. Mấy cái ràng này. Mà sao mày gai, gai có chắc mày gai cái ràng không biết không? Gạt ràng gì, cho nó tự nhiên gì. Ui, uống cái lép bên đây cũng to hay nữa cũng tệ. Bị đen đen bi rồi nha. Đen rồi anh em ơi. Lát bắt không được. Rồi sẽ ít có nhưng chó ơi. Dạ. Mở nhiều dính nhiều giờ hết dính luôn nè. Ừ. Bây giờ hết dính luôn. Xem phi nào. Dạ bỏ thở, thở như nó dính nhiều đây. 5 triệu một đứa thuốc kìa. Ít cá ta. Xem. Phua không à. Hi. Ta mất hồn cha. Ít cá. Cái kia cá tráng nhiều cá bự luôn. Hôm trên này có rau gách cũng thua. Cái kia tráng nhiều bự quá. Nó xuống dưới kia là ở rồi. Ồ, rác quá. Lát trước nè. Mạnh á, mạnh á. Nó. Ừ, mấy vàng rồi. Ký không? 2 kia rưỡi. Vàng. Rớt nữa không? Có em. Có em, cuộn tròn rồi. Chắc luôn. Chừng nam con vậy. Nam con đủ tiền á. Con về làm chua ha. Sau đây anh em mình bắt đủ là cá luôn rồi chứ. 10 triệu một lòng ốc. Rác quá. Em có đụng toàn con vàng cái lép này em bỏ vô mắt vô thôi. Ủa rác này. Đó nè. Ủa cua chứ. Ủa cua nhiều quá. Biết con nào cua nó lụm hết trơn. Đây mình thất bại không có cháo không bạn ơi. Trên này cá không có luôn. Sẹt. Vừa cá trái là bự quá. Con vừa thở với liền. Con vừa thở với liền. Con ăn mát. Mát ăn cừ.
cua cua nhiều quá. Cái nào là cua nó trước mình luôn à. Con này ngon lắm Toàn. Ừ, nó là Trung ăn thịt ngon lắm nha bạn. Con này không cần ký được tại vì mình tính cá thôi. Thì có quá, nó dính được lúc đầu nè không? Ừ. Ôi giời, khỏi cần phải căng luôn. Khỏi căng luôn. Thăng chắc. Dính được lúc đầu, lúc xe không có. Rồi ba. Bây giờ nốt mà. Đó ba dính từ lúc đầu mà. Để thở lưới trâu rồi. Rồi chúng ta keo lưới không? Ừ. Ôi dồi. Không biết nó nghe đầu đè đi cá chép 5 ký sao? Trông làm cá chép 9 ký rưỡi mà chứ xỉu. Xỉu ngang. Xỉu ngang luôn á. Ồ, tay lớn toàn thua à. Mẹ tay đứa nãy hấp dẫn lắm. Gỡ lên. Cá chép 5 ký mà anh. Ồ, cứ nào cua ăn ăn hết trơn rồi. Bắt cua về kho luôn. Cá chép 10 ký anh. Coi rồi tình ta ly tâm. Lấy về nơi cao xa. Cua quá, nhiều cua quá. Nghe thấy có luôn à. Ừa, mai đây, mai mốt đây. Chưa tới ta đây nha. Bọn con cá xảy lại rồi. Còn mà cục đề quá. Cục đề xảy cá lóc uống. Rồi, xảy cá chép 5 ký. Được 2 cá lóc mà xảy mất 1 con. Rác không mày? Trời ơi. Đóng rác. Nếu mình căng cái tài lưới rác rồi tính luôn hay sao? Mình phải căng nguyên tài lưới bỏ lên căng chứ. Quả? Căng nguyên tài lưới luôn nha. Căng nguyên tài lưới nha. Dám đâu. Căng nguyên tài lưới luôn. Quả yên xóa mà kêu căng nguyên tài lưới luôn. Xe ra này. Hình như em qua rèm là nó hết phép. Không, chứ mà biết nào em qua rèm không còn phép. Anh hãy từ từ đừng gỡ. Không, để xe lưới không. Căng hai tay lưới luôn. Căng hai tay lưới tay nào nặng hơn chứ. Không căng được. Này, ao lấy chung thua. Em tách nặng thua chi thì anh em ngầu gần gỡ cá gì nè. Không, để xe ra để lửa đâu nó nhảy qua. Mệt lắm. Khéo dẹp chai dân biển. Okay. Thấy cá rô không? Thấy cá rô chưa? Thấy cá gách không? Gách bự bự không không? Hả ma? Nổi đây mà ơi, gách nè, đồ sơ sơ đó cho anh em nhìn nhờ cái vàng quá. Cái lúi của anh hai nè. Này con cá lóc nè. Cá lúi nữa nè. Chào. Toàn đang hồi nãy con cá lóc đâu tiêu ta. Hồi nãy toàn một cá lóc dính cái răng vô. Rớt một con. Còn con nè. Đồ, ủa cá lóc đồng mà sao nó cũng răng ràng ràng á. Ờ. Trời ơi, cá cháo đây. Ui, nó vàng rồi nè các bạn. Nhớ nó nhiều cục toàn không? Cá lóc cưng cưng cái này ăn mấy ngon nè tao. Không, có này ăn mấy ngon mày ơi. Đây này. Biết không, con cua khi mà nó kẹp con cá nó sẽ tạo ra một cái chất axit gọi là gây quên cái léo nó thém bắt đầu. Con đây phải. Trên rén đi. Nó đi ngon lắm nha. Toàn. Nó đi ngon lắm. Gói đẹp. Cá chá bự quá. Cá lóc nhìn bé lắm. Nằm dưới quá. Cá rô bình bình. Toàn bắt cua về kho ăn luôn Toàn ơi. Cua ngon. Cá rô bà bình lớn gì mà cũng biết chứ đâu nhiều đâu. Nó dính lúc đầu mày. Ui, xí gì không đẹp. Đâu, nó tự bung mà. Xí. Xí luôn nước công cộng mà sợ khí. À, đâu 1 triệu 2 chồng nế có thanh làm dính người ta. Anh không dám chơi. Không đưa tiền mạc ra biết không. Anh này quýu. Trời ơi, mấy giờ rồi. Càng coi nha. Ơi. À, muốn cua ruột anh hai. Ừ, là cua cái kỹ cho anh. Anh hai độ anh hai được bao nhiêu ký? Cua cái con gì vậy theo mày? Tầm cỡ ký 8 á. Tám. Có rô đồng luôn ha. Anh em thấy không? Ở quê cứ chịu khó, anh em mình cứ có rô đồng luôn. Sang bác hai lượm một chút là anh em mình là có mồi nha. Hôm nay anh em mình về làm một bữa cơm gia đình thân mật rồi. Tâm sự. Tâm sự về bạn gái cũng rồi đi. Ừ. Bà chấp nhận không? Không, không dám không. Không dám nè. Để đem xuống đây. Hai đừng có xăm lên con bương này, bương này, con bương nó rảnh rảnh là gì nữa. Y bà à. Toàn với Trọng mai mốt nghiên cứu có cái kèo gì làm lại nha. Ok. Có đâu, về qua cái rèm rồi Toàn nó còn tấu hơn đêm 30 nữa.
Nói chung thì anh em mình ở quê thì cá an toàn sao cùng đuôi hết vậy? Cua nó ăn. Ở quê thì anh em mình chịu khó thì ra đồng thì anh em mình bắt được bao nhiêu đây? Đây là bên của Toàn nha. Đây anh em nhìn nè. Đấy, con lóc rắn bông súc của dù. Ủa? Cua. Gì mà phát điện si con chở có vậy trời? Coi, có bà kia bà mua sỉ hay đâu? Bà kia bà mua sỉ đâu, không bán được đâu. Rồi, anh em ơi. Do bà cô đấy là do nãy mình đang phải bút cái sao, Vũ đang hay sao, bà tới bà mua sỉ, chèo tô tới bà hái sỉ luôn. Mời có người gì trái rồi, cho nên là không bán nữa. Đây là bên của anh Hải, đồ đổ tầm cỡ 2kg nha các bạn ơi. Trừ cua ra thì cũng tầm cỡ 2kg đó, nhiều lắm, đủ cồi cá luôn. Cá rô nè, cá cháo nè, cá lóc nè, cá sẹt. Nói chung cá rô phi có một con thôi, không có nhiều đâu. Còn có bên Toàn thì cũng tầm tầm có 1kg rưỡi nha, đồ đổ cũng có rắn luôn, 1kg rưỡi. Nhưng bên Toàn thì thua thuyết phục rồi các bạn ơi, còn đây còn mấy cua gỡ hết luôn. Rồi bây giờ anh em mình về mình chế biến cái món gì đó, anh em mình làm ba món đi. Đồng quê. Hồ hồ chút cho nó ấm mới dẹp chút nghe. Sao dẹp không nó. Bên có Toàn trồng nè. Cái lớp nhìn đã đó, nó già thòn. Đồng anh em với bụng nó bong bong. Bên của ui chà, nhảy dữ ha. Còn cố tình nó lên TV rồi lần cuối. TV lần cuối. Lần đầu mà lần cuối. Rồi. Nhiều anh em ơi, đã hoa, theo giống ít đâu, nặng lắm, cầm không nổi luôn nè. Đây. Rồi, tem lên tới đây. Rồi, anh em mình làm cá đây. Rồi, hôm nay nhân kỷ niệm chuẩn bị làm ruộng nha các bạn. Thôi, tôi làm mấy món này, cá kho, cua kho luôn. Đó, giờ lựa ra úp, cho nó thấm đều gia vị mình kho nha các bạn. Cua đây để cho chú Hải ăn chứ ông không biết ăn cá đồng. Rồi có ngách với cá sẹt mình kho. Còn cá rô là mình chiên nha các bạn. Rồi, hôm nay thì anh em mình cũng bắt hai tay lớn được mớ cá. Hôm nay anh em mình làm bữa cơm gia đình nha các bạn ơi. Anh em mình có món rau làng. Làng để anh em mình luộc hay là mình xào tỏi vô nha. Luộc, chấm nêm. Nên mình sẽ nấu canh chua theo cái cách ở bên em mình. Thế với chú Chác là hai món chính không thể thiếu nha các bạn. Lóc để nấu canh đi. Tụi em lóc nó bánh chua đi. Còn đây cá cháo nè anh em ơi. Cá cháo nó xương lắm. Cá cháo nó phải làm chả để đưa cho má và làm chả xong mà nấu bánh canh ăn sáng nha. Con răng liu điều nè. Con răng liu điều đây thịt lắm. Vắng. Vắng bọn bên ngoài. Răng liu điều đây thịt nhiều. Ngon cực kỳ vậy. Bây giờ mình kho cá nha các bạn. Đây úp rồi. Giờ chờ đường lên nha. Các bạn ơi. Xì lên. Xì lên. Xì bọt. Rồi, cho cá vô nha. Rồi. Hợp chưa? Quá thơm. Chưa hợp. Không thơm đâu. Rồi, cho nước vô nha các bạn. Qua này. Ôi, bên đây mình dầu canh. Sau rồi nha anh em. Mình chơi hay là bỏ chứ tao khét. Tao lấy vị chua nha anh em. Tao luôn. Để tao khét với cá nó hòa quyện thử cái vị cá nó là sao nha. Cái nước bên đây cũng là sao nha anh em. Nhìn cái cháo đó nhớ bữa đi sinh tồn gần quá. Ôi, mình vô nước rồi anh em. Rồi lại thấm cá vô xế rồi nha. Nấu anh em mình vừa đủ ăn bữa trưa thôi. Vô nước nữa. Rồi. Con chua phải có chỗ chát rồi mới đúng bài nha anh em. Để nén lại nha. Để nén lại đi. Nén lại mình để dành để có chuyện công chuyện. Để anh em mình có công chuyện nha. Công chuyện lớn á.
cho con chậm nó trị bệnh á. Cái nó điều nướng đó, giờ đi để đi hái mới là hành á. Đây là đang điều nướng nè. Này máy này mình ra đồng rồi, được mấy món anh em ăn cơm trưa luôn. Mướt mấy chưa? Giờ cũng 12 rưỡi rồi các bạn. Hỗ trợ em. Giờ mà mấy món cá kho, cua kho của ai mà kho mướt mấy nha. Có chị nè. Ghê tay mò cái mèo, mèo như mèo đường hay sao nó. Nó ra cái mèo. Ồ tôi ở đó bụng anh em ơi. Wow. Lên lên hàng đi. 5 triệu đây anh em ơi. Hai mẹ nghe mày mà chậm là ráng chịu thôi chưa. Ở đây anh em ơi. Ôi, mời tất cả anh em. Anh em đi. Anh em vô luôn nè. Anh em nha. Anh em nghe. Làm ta... con cá rô chấm mắm nêm trước kìa. Nhà người ta có 5 cô tiên với nhà mình có 6 hoàng tử nha anh em. 6 hoàng tử. 6 hoàng tử mình mà cứ ngày nào cứ làm ra lúa ra gạo thôi. Còn cái đồng ăn là cứ ra đồng kiếm ra nha anh em. Mấy nêm này ngon rồi chứ không bằng món đó nè. Đây. Thử cái món này thử coi. Mình muốn ghiền con đây nha anh em. Ra lăng chấm mắm độc. Ồ, mà anh em. Làm cá kiếm nữa anh em. Rồi, mở nêm nha. Chiên giòn. Giòn. Giòn giòn luôn. Làm miếng ớt vô rồi đã. Có rô chiên mới ngon. Chứ em làm cho nó phết. Hộp hộp. Chấm mắm nêm nè anh em. Miếng cua của đồng anh em. Chấm nêm nè. Rô lan chấm mắm độc. Anh em nè. Số giấc nè. Ngon ha. Đá bột mày ngon ha. Ớt giòn ha. Giòn cá bà con ngon dữ lắm. Còn tưởng chuột hay sao. Ăn ớt chuột luôn. Có rô. Có rô chiên để dãy luôn à. Ngon anh em. Mắm đục mà chấm rau lan mà chấm ngập vô là đã nha anh em. Có khô mà. Có lâu đồng chiên hết bài luôn. Rồi mình điều cái món đó mình ít qua chứ có một món chấm hộp đây nhất nữa. Hai. Nhất lên. Cái gì? Em làm. Chiên cơ đám núi. Anh đã làm con. Ăn cơ bột. Bột khoái. Bột mì á. Cái dân miền Trung mình là vô. Vô hải nó là biết luôn. Cái bột mì mà chấm với mấy đây là. Tôi mới mua mấy trái cà pháo rồi ha. Không. Nó cà pháo quên rồi. Cà rô. Chấm. Quên cà pháo hả? Mưa ăn cái món nó mới đã. Món làm món huyết nè. Tao phải tưởng cá rô đồng nè, cá rô đồng nè. Ừ. Cá đồng chiên giòn ngon. Cá đồng chiên giòn ngon. Ngon hơn kho nhiều. Con gà này bé béo không ta. Cá đồng nó kho nó không hợp. Điệp mời lên nha. Ờ ngon quá. Cá sạc bên đây nhiều không? Ừ. Cá sạc kho. Cá đồng mình ăn là mình để cái dẻ nha anh em. Cá gắt đi dẻ với cái kỳ mình chiên ăn nó giòn ngon. Nếu mà mình ăn dài ta quán sợ có ngành bên nào bên chua. Còn đang ngành này. Cá gắt nó ăn chua hay nè. Đây, không chia rồi nấu chua nữa. Béo béo béo. Ủa, món này ngon quá này mà. Nhìn cái dĩa cá kho hấp dẫn quá. Dĩa cá kho. Đúng. Sạc không? À, ok đi. Sao mắm đục lên mình ăn quà cảm thấy quà đó. Nè cua sao mày ăn cái này? Anh đang nghĩ là cua mà. Cua như là lăng. Này, giờ em điền món này lắm. Làm cho mắm đục. Món đây với ngọn bí mà em làm quanh đêm suốt sáng từ cái mùa cỡ tháng bảy tháng tám cho lên đây ngon. Ừ, mà ra nên mùa mưa mà ít mưa gió chứ không không. Để lấy coi tại đất cái hậu thời tiết ở xa chứ thường qua 3 tháng 10 vậy thôi. Ừ, anh em sợ không? Mấy cái mười sáu rồi, mấy cái rèm này. Ở đồ sáu mang giòn giòn ngon. Mười tháng hai ba tháng mười à? Còn chín mưa nữa, 80 nữa. Thứ sáu mưa. Đây là mưa lớn, lụt luôn, bão lụt luôn. Ừ. Để đúng không? Ở nên nào cũng vậy mà biết sao. Là tôi nghĩ bữa nay đê điều độ nhiều á. Cao á. Lục lục có lục á. Lục cũng lục ít nè. Cấp nè. Mà lục cũng có cùng sao. Cô đồng ngon quá đi mà. Ngon. Ừ. Ăn coi lại á. Trong những con bên này. Ngọt. Con. Như bà. Vừa ăn luôn á. Đã. Cô giòn không? Ngọt đậm lục với đâu, chiên giòn. Chấm mắm nêm. Ok này. Xem đi bệnh viện. Nhíp nắp. Có đồng chiên giòn hết bài. Có đồng chiên giòn này dễ chịu à, dễ ăn à. Cái kho vô xương không à. Có kho dở xương. Chiều nhà luôn xương. Thấy nó nướng sống ớt ăn những giờ ngon. Sao đâu ớt sống ớt là mình ăn được cái thịt chất ăn bên nè. Sau ra bữa nay anh em mình thả lưới cũng không có hiệu quả do là mới mà dở bèo mà sao dễ lấy chứ. Chắc là người ta đã xịt rồi. Bữa qua đẹp quá. Đẹp kích thủ gì bếp. Kích thủ à. Làm mấy người ta quá đời luôn. Cho chua kẹp nè. Rồi xong mình lên bán người. Rồi lên. Mình lúc lâu rồi dễ bán không có cớm người ta bắt hết rồi. Lâu nó ta xương luôn. Mình tự đi tìm kiếm là ăn đúng không? Rất đầy. Nhà xương luôn em. Quá ngon. Quá đỉnh. Nãy quên chưa làm canh chua.
Đó, làm rô phi chua lên. Ra làng vẫn cứ ngon. Ủa, có cá lóc ra làng vô ra mà ngọn bí cá nó ngon hơn Vũ. Đục ai bà. Ai bà ngon hơn. Ừ. Này, cá lóc ăn, cá lóc ăn này. Không ăn. Anh ăn cũng đàn thứ nha. Anh ăn cái lát đâu được đâu. Cuối cùng để mình đi làm xíu canh với đàn này. Anh ăn nha. Anh hai giúp em ạ. Anh sẽ quên ăn gì nữa. Đúng lắm luôn. Mình không có chan cơm như vậy anh ăn chung. Có canh có ngon cỡ nào phải từ từ em cơm sẽ. Canh lên. Bỏ đó. Con chua cứng cứng ngạnh. Cho lắm không? Anh hai, con cua nhai gụm gụm luôn ăn xong. Ý rượu có 2 tiếng về nhiều món á. Dạ anh hai rồi. Càng cua cứng lên cái càng lái vô cắn cái mình ra lại cái rồi ở ngoài thấy lỗ luôn rồi. Nấu như thế nó chát ngọt cực kỳ. Nó hợp. Đây có cộng đồng ngẫu đây. Ừ. Quá ngồi. Mấy cá sẹt được. Ừ. Cái sẹt của nó quá tàu luôn á. Cá sẹt chứ nhiều cái tìm ra. Mắng sẹt. Mình đang được đèn mắng xíu mà. No luôn. Đây cá sẹt làm chả cũng được nghe không? Ừ. Chả màu đen đen mà ăn ngon. Ăn nhiều vòng đậm đại quả cơm nữa. Cua. Tốc độ đại. Gà anh ăn cơm như vậy. Dành cua anh hai ăn hết rồi. Ừ. Ngon. Rất ngon. Quá ở luôn. Đây là bữa cơm chất lượng. Quá ngon. Quất luôn. Quẹt nhiều vô. Không, em mất bợ. Cái con gia đình hấp dẫn á. Ừ. Quẹt. Ở kiếm có cân ngành nào nào hả? Ừ. Hai. Đây cũng ghiền cái món này hai. Anh ghiền. Thôi kiên rồi đáp đi, cua ơi. Nhìn ra quá trời kìa. Nhớ vậy ăn ngon quá tàu mà. Đúng quá. Cái càng cứng. Ngon. Ngon à. Nhà xương luôn. Bỏ càng ăn cái bụng thôi. Càng lưng nữa. Mấy quỳ nhà chẳng ngon. Em nước nha nè. Mua cái mè đây. Cái mè ở đây cái mè đẹp kia ta. Cá nấu thế gì không? Ngon. Chua. Nó chua, chua thanh á. Dạ nó tao thế. Ngon. Ừ. Wow. À, anh em ơi, hôm nay anh em mình có bữa cơm gia đình nè. Anh em mình có cái hậu là cứ ra đồng ra ruộng bắt cá bắt ấy vậy anh em nấu cơm ăn. Anh em mình tạm dừng clip tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều quý ủng hộ anh em xin nhiều lắm. Chào anh em nha. Chào anh em. No à, bò chén à, ba ăn cơm rồi. Giờ làm chén canh nữa, phần bụng nha anh em. Đẹp. Bốn. Ăn cơm dầu dầu cá chứ. Dành cho thứ bốn à. Dầu cá chứ. No, đi đứng nhà ông nấu luôn. Không ngon. Được. Có người chúng ta làm hay là. Ừ. Chúng ta làm hay sao? Ta làm gà ăn có chút rau. Ngon. Còn cộng hả? Chủ chủ. Còn cộng chủ ta. Ừ. Để thôi. Không có hậu mày. Ừ. Ngọt. Ha. Ở mình ba rau dừa. Ít. Thế hết chứ. Thế hết chứ lên đâu á. Luôn ăn. Không biết là không ngon lắm. Ăn luôn ấy. Nhìn thế. Đấy, cành, ngọt. Nước ngọt, nước chua chua ngọt ngọt. Ngon. Ngon, ngon. Ngon. Mình kho cái chai kìa. Để cái gắt đi. Cành còn ngọt nha.